Hôm qua anh mơ hay tất cả là sự thật? Sao môi anh run và nước mắt vẫn tuôn, mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về, cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chờ, đừng tệ thêm đi. Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày, xem ra anh chẳng còn là gì của em. Mắt anh nhắm lại không thể thêm nhẫn nại, mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều, một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã có anh chưa? Buông tay anh ra đừng như thế nữa mà, mắt anh nhắm lại không thể thêm nhẫn nại, mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều, một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã có anh chưa? Chẳng hiểu vì gì mà anh vượt khốn khó để yêu em, bỏ qua tất cả để em có hạnh phúc êm đềm, phải bỏ ngoài tai lời nói chẳng thích nghe về em như thế. Vậy mà cách đây một ngày chính mắt anh thấy mọi thứ đổi thay. Chúng ta nay khác rồi, giờ trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã